Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Thí Dụ Thứ Ba. Lúc bây giờ Ngài Xá Lợi Phất hớn hở vui mừng, liền đứng dậy chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Phật mà bạch Phật rằng: Nay con theo Đức Thế Tôn nghe được tiếng pháp này, trong lòng từng có, vì sao con chưa theo Phật nghe pháp như thế này? Hay các vị Bồ Tát được thụ ký thành Phật mà chúng con chẳng đường dự việc đó, tự rất cảm thương mất vô lượng tri kiến của Như Lai. Thế Tôn, con thường khi một mình ở dưới cây trong núi rừng, hoặc ngồi hoặc đi kinh hành, hằng nghĩ như vậy: chúng ta đông vào pháp tinh, tại sao Đức Như Lai lại dùng pháp tiểu thừa mà tế độ cho? Đó là lỗi của chúng con, chứ chẳng phải là Thế Tôn. Vậy vì sao nếu chúng con chờ Phật nói pháp sở nhân thành đạo vô thượng chính đẳng chính giác, thời chẳng do Phật đại thường mà được độ thoát xong, chúng con chẳng hiểu Phật phương tiện theo cơ nghi mà nói pháp? Vừa mới nghe Phật nói pháp, gọi xin nhận suy gẫm để chứng lấy. Thế Tôn, con từ xưa đến nay trọn ngày luôn đêm hằng tự trách mình, mà nay được từ Phật nghe pháp chưa từng có trương, chưa hề nghe dứt các lòng nghi hôi. Thần ý thơ thơi rằng được an ổn, ngày nay mới biết mình thật là Phật thứ từ miệng Phật sinh ra, từ pháp hóa sinh được pháp phần của Phật. Khi ấy Ngài Xá Lợi Phất muốn tuyên lại nghĩa trang mà nói kể rằng: con nghe tiếng pháp này được điều chưa từng có, lòng rất đổi vui mừng, lưỡi nghi đều đã trừ. Xưa nay nhờ Phật dạy chẳng mấn nơi đại thừa, tiếng Phật rất ít có hay, trừ khổ chúng sinh con đã được lão tận nghe, cũng trừ lo khổ con ở nơi hang núi hoặc dưới cụm cây đứng, hoặc ngồi hoặc kinh hành, thường suy nghĩ điên này thôi ôi ở rất từ trách sao lại tự khi mình. Chúng ta cũng phần tứ đồng vào pháp vô lòng, chẳng được ở vị lai nói pháp vô thượng đạo sắc vàng mắm hai tướng mười lực các giải thoát đồng chung trong một pháp mà chẳng được. Phía đây tám mươi tướng tôn đẹp mười tám pháp bất cộng, các công đứng như thế mà ta đều đã mất. Lúc con kinh hành riêng thấy Phật ở trong chúng dân, đồn trăm người phương rộng lợi ích chúng sinh, từ nghĩ mất lợi này. Chúng con từ khi đói con thường trong ngày đêm hàng suy nghĩ việc đó, muốn đem hỏi Thế Tôn là mất hay không mất. Con thường thấy Thế Tôn khen ngợi các Bồ Tát, vì thế nên ngày đêm suy lượng việc như vậy. Nay nghe tiếng Phật nói theo cơ nghi dạy pháp vô
bàn khiến chúng đang đào càng con xưa chấm tà kiến làm thầy các vạn chi thế tôn rõ tâm con trừ tà nói những bàn con trừ hết tà kiến đường chứng nơi pháp không. Bây giờ lòng tự bao được đến nơi diệt độ mà nay mới tự biết chẳng phải thực diện độ nếu lúc được thành Phật đủ 32 tướng trời người chúng già xa rộng thần đều cung kính. Bây giờ mới biết được nói dưng hằng hến không thừa Phật ở trong đài chúng nói con sẽ thành Phật nghe tiếng pháp như vậy lòng nghi hối đã trừng. Khi mới nghe Phật nói không lòng rân sợ nghi phải chăng mà giả phần nào loạn lòng ta ư Phật dùng các món duyên thì dù khéo nói khô lòng kia như biển con nghe lưỡi nghi dứt Phật nói thuở quá khứ. Vô lượng phần về độ an trụ trong phương đều nói phàm đó Phật hiện tại vì lai số nhiều cũng vô lượng cũng dùng cả phương tiện nhiên nói pháp như thế tôn ngày nay. Từ sinh đến xuất gia được đà truyền pháp luân cũng dùng phương tiện nói thế tôn nói đạo thực ba tuần không nói được vì thế con định biết không phải ma giả phần. Con xa vào lưới nghĩ cho là ma làm ra nghe tiếng Phật em dịu sầu xa rất nhiệm màu nói suốt pháp thâm tình tâm con rất vui mừng nghi hối đã hết hẳn an trụ trong thực trí. Con quyết sẽ thành Phật được trời người cung kính truyền pháp luân vô thường giáo hóa các Bồ Tát lúc bấy giờ đứng Phật bảo ngài xả lời phân ta nay ở trong hàng trời người. Sa môn bà la môn mà nói ta xưa từng ở nơi hai muôn ức Phật vì đạo vô thượng nên thường giáo hóa ông cũng lâu dài theo ta thù học ta dùng phương tiện dẫn dắt ông xin vào trong pháp ta xa lợi phân ta thuở xưa dạy ông chí nguyện phần đạo ông nay đều quên mà bèn cứ nói đã đương diện đồn. Ta nay lại muốn khiến ông nghĩ nhớ bản nguyện cùng đạo đã làm mà về ca thánh văn nói kinh đại thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phần Sơ Hồ Niệm. Trả lời vâng ông đến đời vị lai quá vô lượng vô biên bất khả tư nghị kiếm cúng dường bao nhiêu nghìn muôn ứng Phật cũng trì chánh pháp đầy đủ đạo tu hành của Bồ Tát sẽ thành phần. Hiểu là hoa quang Như Lai ứng cũng chẳng biến chỉ minh hành công thiên thề thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật thế tôn nước tên ly câu cõi đó bằng thắng thanh tình đẹp đẽ an ổn vào vui trời người đông đảo lưu ly làm đất có tám đường giao thông dây bằng vàng rồng để dân bên đường mé đường đều có hàng cây bằng bay bao thường có hoa trái đức hoa quang Như Lai cũng dùng ba thừa giao hoa
là lời khoan lung Đức Phật ra đời. Giàu không phải đời ác mà bởi bản nguyện nên nói khắp ba thừa kiếp đó tên là Đại Bửu Trang Nghiêm. Vì sao gọi là Đại Bửu Trang Nghiêm? Vì trong cõi đó dùng Bồ Tát làm đại bửu, vậy các Bồ Tát trong số đông vô lượng vô biên bất khả tư nghị tính kể hay thí dụ đều không đến đưa, chẳng phải sức trí tuệ của Phật không ai có thể biết được. Khi muốn đi thì có hoa đỡ chân, ca vị Bồ Tát đó không phải hàng mới phân tâm, đều đã trồng cội từ lâu ở nơi vô lượng trăm nghìn muôn ức đức phần. Tịnh tu phạm hạnh hằng được các Phật khen thường, tu trí tuệ của Phật đủ sức thần thông lớn, kêu biết tất cả pháp môn hay thần không dối. Chỉ niệm bền vững bấm Bồ Tát như thế khắp đầy nước đó, xa lại Phật đứng phần hoa quang thủ mười hai tiểu kiếp, trừ còn làm vương tử chưa thành phần nhân dân nương đó, thủ tam tiểu kiếp đức hoa quang như lai quá mười hai tiểu kiếp. Thù ký vô thường chinh đẳng chính giá cho kiên mạng Bồ Tát, mà bảo cán tỳ kheo ông kiên mạng Bồ Tát này kể đây sẽ thành phần hiểu là hoa túc an hành Như Lai. Ưng cung chánh biên kia cõi nước của Đức Phật đó cũng lại như đây, xa lời phấn sau khi phần hoa quang đó diệt độ chính pháp trụ lại trong đời ba mươi hai tiểu kim. Tường pháp trụ đời cũng ba mươi hai tiểu kim lúc ấy, đừng thế con muốn tuyên lại trên mà nói kể rằng, xa lời phấn đời sao thành đấng phần tri khắp hiểu rằng Phật hoa quang sẽ độ vô lượng chúng cũng dàn vô số phần đầy đủ hạnh Bồ Tát cán công đức thập lực chứng được đạo vô thường quá vô lượng kiếp rồi kiếm tên Đại Bửu Niên. Cõi nửa tên ly cấu trong sàn không vết nhơ, dùng lưu ly làm đấng dây vàng dân đường xa cây bài bao sẵn đẹp thường có hoa cùng trái Bồ Tát trong cõi đó chia điểm thường bền vững. Thần thông ba la mật đều đã tròn đầy đủ nơi vô số đấng Phật theo mong đạo Bồ Tát, những đại sĩ như thế phần hoa quang hóa đoàn. Lung phần làm vương tử rời nước bỏ vinh hoa nơi thần cuối rốn sao xuất gia thành phần đà phần hoa quang trụ thế thọ mười hai tiểu kiếp. Chúng nhân dân nước đó sống lâu tám tiểu kiếp. Sau khi vẫn về đồ chính pháp trụ ở đời ba mươi hai tiểu kiếp, rồng đồ cán chúng sanh chân pháp diệt hết rồi, tướng pháp cũng băm hai trả lời rộng truyền khắp trời người khắp cũng vàng. Phần hoa quang cho làm việc đó đều như thế, đằng lượng túc con kia rất hơn không ai bằng. Phật tức là thần ông nên phải tự vui mừng.
Bây giờ bốn bộ chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni cần sự nam cần sự nữ và cả đại chúng trời rồng và xóa càng các bà tu la ca lâu la cần na la ma hầu la và vân vân thấy xa lời Phật ở trước phần lãnh lấy lời dương. Khi sẽ thành vô thường chánh đẳng chính giác lòng rất vui mừng hơn hở vô lượng mỗi người đều cởi y trên của mình đang đắp đê cũng dạng phần thích đề hoan nhân cùng phàm thiên vương vân vân. Và vô số thiên tử cũng đem y đem của trời hóa trời mang đà la ma ha mang đà la vân vân cúng dạng nơi phận y trời tung lên liền tu giữa không ma tự xoay chuyên các kỷ nhân trời trăm nghìn muôn thứ ở giữa không. Đồng thời đều trỗi dưới ca thứ hoa trời mà nói lời rằng đức phần xưa ở thành ba la nại ban đầu chuyển pháp luân đến nay mới lại chuyển pháp luân rất lớn vô thường lúc đó các thiên tử muốn xuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng xưa ở thành ba nài chuyển pháp luân bốn đế phân biệt ngoài ca phán tăng dìa của năm nhóm này lại chuyển pháp luân rất lớn diệu vô thường pháp đó rất sâu màu. Yên có người tin đưa chúng ta từ xưa lại thường nghe thế tôn nói chưa từng nghe thường pháp thâm diệu như thế này thế tôn nói pháp đó chúng ta đều tùy đại trí xá lợi phân nay được lãnh phật thi. Chúng ta cũng như vậy quyết sẽ được thành và trong tăng cả thế gian rất tôn không còn trên phần đạo chẳng thể bàn phương tiện tùy nghi nói ta bao nhiêu nghiệp phương đời nay hoặc qua thứ và không đức thấy phần. Trọn hồi hương phần nào bây giờ xa lời phân mạnh rằng thế tôn con nay không còn nghi hối tự mình ở trước phân đường thù kỳ thành vô thường chính đàn chính gia các vị tâm từ tại 1200 đây. Lúc xưa bằng hưu hồng Phật thường dạy rằng pháp của ta hay lìa sinh già bệnh chết rỗng ráo niết bàn căn vì hữu hồng vô hồng đây cũng đều đã tự rời chấp ngã cùng chấm co chấp không vân vân. Nói là được niết bàn mà nay ở chưa đứng thế chỗ chưa từng nghe đều xa bao nghi lầm hai thay thế tôn xin phân vì bốn chúng nói nhưng duyên đó kiếm lìa lòng nghi hôi. Khi ấy phần bao ngày xa lời phân ta trước đâu không nói rằng ca phần thế tôn dùng các món nhân duyên lời lẽ thí dụ phương tiện mà nói pháp đều là đạo vô thường chính đẳng chính giác ư. Các điều nói đó đều vì dạy Bồ Tát vậy nhưng xa lời phân nay ta sẽ dùng một thí dụ để chỉ rõ lại nghĩa đó những người có trí do thí dụ mà được hiểu. Xa lời phân như trong quân ấp tụ là có vị đại trưởng gia tuổi đã già suy của giàu vô lượng có nhiều nhà ruộng và cá coi tới nhà ông
Người ở trong đó rất đông, khoảng 100, 200 cho đến 500 người. Lầu các đá mục vách phân sụp đổ, chân cột hư na kính thiên siêu ngã bốn phía. Đồng một lúc lửa bỗng nổi lên đốt cháy nhà cửa. Các người con của trưởng giả hoặc 10 người hoặc 20 người hoặc đến 30 người ở trong nhà đó, trưởng giả thấy lửa từ bốn phía nhà cháy lên liền rấn sợ tên mà nghĩ rằng ta giàu có thể ở nơi cửa của nhà cháy này. Ra ngoài rấn an ổn không, các con ở trong nhà lửa vui chơi vẫn không hay biết không. Sợ sệt lửa đến đốt thân rất đau khổ lắm, mà lòng chẳng nhàm lo không có ý cầu ra khỏi xa. Lời phân ông trường giả đó lại nghĩ thân và tay của ta có sức mạnh nên dùng vạt áo hoặc dùng ghế đẩy từ trong nhà mà ra ngoài. Ông lại nghĩ nhà này chỉ có một cái cửa mà lại hẻm nhỏ, các con thơ bé chưa hiểu mẹ đang chơi giỡn hoặc vấp ngã bị lửa đốt cháy. Ta nên vì chúng nó mà nói những việc đáng sợ. Nhà này đã bị cháy phải liền mau ra chớ để bị lửa đốt hại. Nghĩ như thế rồi theo chỗ đã nghĩ đó mà bao cá con cảm con máu ra. Cha giàu thương có kéo nói để dù dỗ mà các người con chẳng cứng tinh chiều chán sơ trên tròn không có lòng muốn ra lại cũng chẳng hiểu gì là lửa gì là nhà thế nào là hai. Chỉ cứ đông tay chạy dám nhìn cha mà thôi. Bây giờ trương gia liền nghĩ nhà này đã bị lửa lớn đốt cháy, ta cùng các con nếu không ra liền chắc sẽ bị cháy. Ta nay nên bài chứa phương tiện khiến cho các con được hoài nạn này. Cha biết các con đều vẫn có lòng thích các đồ chơi chẳng bao la lùng. Nếu có cho chúng nó ưa đắm mà bao cá con rằng đây này là những món in có khó được mà các con có thể vui chơi. Nếu các con không ra lấy sao chắc buồn ăn năn. Các thứ xe dê xe hữu xe trâu như thế này ở ngoài cửa có thể dùng vào chơi. Các con ở nơi nhà lửa nên mau ra đây tùy ý. Các con muốn cha đều sẽ cho các con. Lúc bây giờ các người có nghe cha nói đồ chơi bao đêm vừa ý mình nên lòng mỗi người đều mạnh mẽ. Do đây lớn nhau cùng đua nhau rủi chạy tranh ra khỏi nhà lương. Khi đó trương già thấy các con được an ổn ra khỏi nhà lửa đều ở trong đường ngã tư nơi đó trống không còn bị chướng ngại. Tâm ông thơ thới vui mừng hớn hở. Bây giờ các người con đều thưa với cha rằng cha lúc này hứa cho những đồ chơi tốt đêm nào sẽ về xe hưu xe trâu xin liền ban cho. Trả lời phóng khi đó trưởng giả đều cho các con đồng một thứ xe lớn. Xe đó cao rộng chân giòn bằng các món báo lan can bào phân bốn phía treo linh lại dùng màn lọ
lòng dân che ở trên. Cũng dùng đồ bao đẹp tốt lạ mà trao dồi đó dây bằng bao cơ tha càng giải hoa rủ xuống nệm chiếu mềm mại trải chồng gối đo để trên dùng trâu trắng kéo. Trắng da mập trạnh thân hình mập đẹp có sức rất mạnh bước đi ngay bằng mau lẹ như gió lại có đông tôi tớ để hầu hạ đó vì cớ sao? Vì ông trường giả đó tôi giàu vô lượng ca thứ có tàn phải đều đầy ngập ông nghĩ rằng của cái của ta nhiều vô cực không nên dùng xe nhỏ sau cái mà cho các con. Nơi những trẻ thơ này đều là con của ta đồng yếu không thiện là ta có xe bằng bay báo như thế chỗ nhiều vô lượng nên lấy lòng bình đẳng mà đều cho chúng non. Chẳng nên sai khác vì sao vào đem xe của ta đó cấm cho cả người một nước hay còn không tiêu huống gì cánh con lúc mấy cánh người con đều ngồi xe lớn đứng đều chưa từng con. Không phải chỗ trước kia mình trông xa lời phân ý của ông nghĩ sao ông trưởng nhà đó đồng đem xe trần bao lớn cho cánh người con có lỗi hư vọng chẳng xa lời không thương. Thưa Thế Tôn không ông trưởng già đó chỉ làm cho các người con được khỏi nạn lửa toàn thân mệnh chung nó chẳng phải là hư vọng vì sao nếu đưa toàn thân mệnh bèn đá đường đồ chơi tốt đẹp muôn nữa là dùng phương tiện cư bước ra khỏi nhà lửa. Thế Tôn giàu ông trường giả đó nhận đến chẳng cho một thứ xe rất nhỏ còn chẳng phải hư vọng vì sao vì ông trường giả đó chưa có nghĩ như vậy ta dùng chưa phương tiện cho các con đưa ra khỏi vì nhân duyên đó nên không hư vọng vậy. Huống gì ông trưởng giả từ bi mình của giàu vô lượng muôn lệnh các con mở đồng cho xe lớn phần bảo ngài xa lời phấn hai thay hai tay như lời ông nói xa lời phấn như lai cũng lại như thế. Phật là cha của tất cả thế gian ở nơi các sự sợ hãi khi nào lo buồn vô minh che tôi hết hẳn không còn thừa mà trọn thành từ vô lượng tri kiến tri lĩnh vô sở uy có sức đại thần thông cùng xuất trí tuệ đầy đủ. Các món phương tiện trí tuệ ba la mật đại từ đại bi thương công hề lười mỏi hằng vì cầu viễn lành lợi cho tân cá muôn loài mà sanh vào nhà lừa tam giới của mục này để độ chúng sinh ra khỏi nạn lửa sanh và bên trên. Lo buồn khô não ngủ si tối tâm ba động dày bảo cho chúng sinh được vô thượng chính đàng chính gia ta thấy các chúng sinh bị những sự sanh và bên trên lo buồn khổ não nó đốt cháy cũng vì năm món dùng tài lợi mà bị các điều thông có lại vì tham mê đeo đuổi tìm cầu nên hiện đời thu các điều khổ đời sao thu khổ địa ngục súc sinh ngạ quỷ. Nếu sanh lên trời và ở trong loài người thời nghèo cùng không có bị khó về người yêu thường xa lìa kẻ oan ghen lại gầm gỡ các món khô như
thế mà chúng sinh chìm trong đó vui vẻ vào chơi. Chẳng hay chẳng biết chẳng kinh chẳng sợ cùng chẳng sanh lòng nhàm không có giải thoát ở trong nhà lửa tam giới này đông tay ráo cháy dầu bị khổ nhiều vẫn chẳng lấy làm lo. Xa lời văn đức Phật thấy việc này rồi bèn nghĩ rằng ta là cha của chúng sanh nên cứu chúng nó ra khỏi nạn khổ đó ban vô lượng vô biên môn trí tuệ vui của Phật để chúng nó vào chơi. Xa lời phấn đứng Như Lai lại nghĩ nếu ta chỉ dùng sức thần thông cùng sức trí tuệ bỏ trước phương tiện mà vì chúng sanh khen ngợi các món chi kiên trí lần vô sở uy của Như Lai. Ấn chúng sinh chẳng có thể do đó mà được độ thoát vì sao vì các chúng sinh đó chưa coi sự sanh già bệnh chết lo buồn đau khổ đương bị tiêu đố trong nhà lừa tam giới làm sao có thể hiểu được trí tuệ của Phật. Xa lời phấn như ông trường giả kia giàu thân và tay có sức mạnh mà chẳng dùng đó chỉ ân cần phương tiện căn cứu các con thoát ngăn nhà lửa rồi sao đều cho sẽ trân bao lần. Đứng Như Lai cùng lại như thế dầu có trì lực cùng sớ vô ý mà chẳng dùng đến chỉ dùng trí tuệ phương tiện nơi nhà lửa tam giới cư vấn chúng sinh vì chúng sinh nói ba thừa thanh văn duyên giác cùng Phật thừa mà báo rằng. Các người không nên ở trong nhà lửa tam giới chờ có ham mê các món sắc thanh hương vì xúc thô hèn nếu tham mê ác sinh ai nhiễm thời sẽ bị nó đố các người mau ra cõi ba cõi sẽ được chúng ba thường. Thanh văn duyên giác và phận thừa nay ta vì các người mà bao nhiệm việc đó quyết không ở dối vậy các người chỉ nên siêng năng tinh tấn tu hành đứng Như Lai dùng phương tiện ấy để dù dẫn chúng sanh thẳng đến lại bao các người nên biết rằng pháp ba thừa đó đều là pháp của ca đăng thánh khen ngợi là pháp tự tại không bị ràng buộc không còn phải nương giá tìm cầu ngồi trong ba thừa này dùng các món căn lực danh chi thánh đạo thuyền đến vô lậu cùng giải thoát tam muội vân vân. Để từ vui sướng được vô lượng sự an ổn khoái là xa lợi phân nếu có chúng sanh nào bề trong có tri tính theo đừng Phật Thế Tôn nghe pháp tin nhận ân cần tinh tấn muốn chống ra khỏi ba cõi tự cầu chứng niết bàn. Rồi đó là thanh văn thừa như các người con kia vì cầu xe dê mà ra khỏi nhà lửa nếu có chúng sanh nào theo đứng phần Thế Tôn nghe nói phán tin nhân rồi ân cần tinh tấn cầu trí tuệ tự nhiên ưa thêm riêng lẽ vắng lặng sâu rõ những duyên của ca pháp gọi đó là duyên dáng thừa như các người con kia vì cầu sẽ hữu mà ra khỏi nhà lửa nếu có chúng sanh nào theo đơn vẫn thế có nghe pháp tin nhận riêng tu tình tấn cầu nhưng thiệt trí phẩm trí tự nhiên vô sự trí căn món chi kiến lần vô ý của Như Lai có lòng thương xót làm an vui cho vô lượng chúng sanh.
lời ơn trời người đò thoát tăng cả hắn đó gọi là Đại Thừa Bồ Tát. Vì cầu đức thừa nay thời gọi là Ma Ha Tăng. Như các người con kia cầu sẽ trâu mà ra khỏi nhà lương. Xa lời phấn như ông trường già kia thấy các con được ăn ổn ra khỏi nhà lừa đến chỗ vô ý. Ông tự nghĩ ta của giàu vô lượng nên bình đẳng đem xe lớn đồng cho các con được Như Lai cũng là như thế. Là cha của tất cả chúng sinh nếu thấy có vô lượng nghiền ợt chúng sinh do cửa phận giáo mà thoát khỏi khổ đường im đang sợ của ba coi được sự vui niềm bàn. Bây giờ đứng Như Lai bèn nghĩ ta có vô lượng vô biên trí tuệ lực vô ý vân vân tàng pháp của càng đừng phân các chúng sinh này đều là con của ta đồng ban cho pháp đại thường. Chẳng riêng để có người được diệt độ riêng đều đem pháp diệt độ của Như Lai mà cho chúng sanh nó diệt độ. Nhưng chúng sinh đã thoát khỏi ba cõi đó phần đều cho món vui thiền định giải thoát vân vân. Của các đấng và các món đó đều là món tướng một thứ mà các đấng thánh khen ngợi hãy sanh ra sự vui sanh màu bằng nhân xa lời phấn như ông trường giả ban đầu dùng ba thứ xe dù dẫn các con sao rồi chỉ ban cho xe lớn. Vần báo trang nghiêm an ổn thứ nhân xong ông trường già kia không có lỗi hư dối đức Như Lai cũng là như thế không có hư dối ban đầu nói ba thừa dân dân chúng sanh sao rồi chỉ dùng đại thừa mà đổ giải thoát đón. Vì sao Như Lai có vô lượng tàng pháp trí tuệ lực vô sở uy có thể ban pháp đại thừa cho tất cả chúng sanh chỉ vì chúng sanh không thù được hơn trả lời phân. Vì nhân duyên đó nên phải biết các đấng Như Lai dùng sức phương tiện ở nơi một phần thừa phân biệt nói thành ba đấng Phật muốn tuyên lại nghĩa tranh mà nói kể rằng thí như ông trưởng gia có một nhà rất lớn. Nhà đó đã lâu cũ mà lại rất xấu xa phong nhà vừa cao nguy gống cột lại gây một tính xiên đeo thiếu về nền mong đà na ra vắng con đè sầm đô đấng bùng rơi rơn xuống trắng lơm xa tán loạn kèo đoàn tay rời thơm. Bốn bề đều không vai khắp đầy những tạm nhờ có đến 500 người ở độ nơi trong đó chim sĩ hiểu điều thứ quà chim thưa cưu cấp loài ngoan xà phung yết giống ngô công do duyên loài thu cung ba túc dữ lý cùng hề thứ. Ca giống đo trùng giữ ngang vào sen rối chạy cho phân dài hồi thói đồ bấn tình cháy tràn can loài trùng thương lương bu nhóm mơ trên đo cao thói cùng già can liêm nhai và dày đạp căn xe nhưng thấy cha xưng tính bừa bãi ra do đây mà bày trốn. Đua nhau đến ngoàm lai ôm đôi và sợ sợ nơi nơi tìm món ăn dành giờ câu xe nhau gầm gừ gào thua đến nhà đó sư đáng sợ những viên trăng giường hay khắm cho đều có những
quỳ lệ mê vong lương quê già xoa quỳ giữa nước ăn ca thính người can loài trồng đông giữa những cầm thu hùng a ấm cho bồ tát sẵn đều tự dấu giữ gìn quý già xoa đua đơn dành băng mà ăn đó no nê rồi lòng hung dư thêm ăn tiền chung đánh cài nhau thần rằng đang lo sợ những quý cứ bàn trà ngồi xôn tranh đồng đã khoan có lông hồng đấng một thước hay hai thước qua rồi lại vào đi buông lung chơi cùng giỡn nắm hai chân của chó đánh cho là thân thân lấy chân đạp trên cô cũng bố cho để vui lại có ca giống quỷ thần nó rất cao lớn trần tuồng thân đen xấu thường ở luôn trong đó rền tiếng hung ăn lớn kêu la tìm món ăn lại có ca giống quỷ cô nó nhỏ bằng kim lại có ca giống quỷ đầu nó như đầu trâu hoặc là ăn thịt người hoặc lại ăn thịt cho đầu to rối tung lên rất ác lại hung hiểm vì đôi cá bất ngạch kêu la vừa rong chạy già xoa cùng quỷ đôi cá chim muôn ác đồng đôi gấm ra bốn bề rình xem cá cưa sổ các nạn dường thế đây vô lượng việc ghế sợ nhà cụ mục trên đó thuộc ở nơi một người. Người ấy vừa mới ra thời gian chưa bao lâu rồi sao nhà cửa đó bỗng nhiên lửa cháy đỏ đồng một lung bôn bề ngọn lửa đều hừng hực rường cột và trứng xiên tiên tách nổ vang đồng nát gãy rơi rớt xuống vất vên đều lỡ ngang. Các loài quỷ thần thầy đồng căng tiếng kêu to cả giống chim điều thư quỷ cứu bàn trà thầy kinh sợ chạy sang cho vấn không tư ra được phú dư loài trùng đồng chuối nấm trong lỗ hang các quỷ tì xa sàng. Cùng ở trong hang đó vì phước đứng kém vậy bị lừa đến đô bơ lai tàn hại lẫn nhau uống máu ăn thịt nhau những loài thú giá ca thời đều đã chết trước ca giống thú dự lớn dành đùa đến ăn nua khói tanh bay phùng phùng phu khắp biết bốn bề. Loài nô công do duyên cùng với rắn hung đông bị lửa lòn đôn cháy tranh nhau chạy khỏi hang quy bằng trà rình chờ liền băng lê mà ăn lại có các quỷ trên đầu lửa bừng cháy đó nhà ca rất nóng khô sáng tốt chạy quàng đến nhà lửa đó giường anh. Dân đáng nên ghê sợ đồng hài cùng tay lửa khang mang chẳng phải mô lùng bây giờ chủ nhà đứng ở nơi ngoài cửa nghe có người mất rằng các người con của ông trước đây vì vào chơi mà đến vào nhà này thơ bé không hiểu biết chỉ vui ham mưa đâm. Trường già vừa nghe xong kinh trở vào nhà lửa tìm phương nghi cứu tế cho con khỏi thiếu hại mà dù bao cá con nói rõ các hoan nạn nào á quỷ đồng trùng hòa tai lan tràn cháy căng sự khổ thứ lớn nói luôn không hề dính loài đồng xa nguồn cung. Và ca quý già xoa cùng quý thứ ban trà nhưng giá can trồn chó chim điêu thứ si hiểu ở lại giống ba túc tài đều đòi ca khô gấm rất đáng phải ghê sợ chỗ khổ nạn như thế. Hương lai là lửa lớn các con nhỏ không hiểu giàu có nghe cha dạy cứ vẫn còn ham mưa vui
chơi mãi không thôi. Bây giờ trưởng già kia mới bèn như thế này, các con như thế đó làm ta thêm sầu não. Nơi trong nhà lửa này không mồ viễn đáng vui, mà các con ngày dài vẫn ham mê vui chơi, chẳng chịu nghe lời ta, con sẽ bị lửa hại. Ông bèn lại suy nghĩ nên bài ca phương tiện ba với các con rằng cha có rất nhiều thứ. Các đồ chơi trang kỳ, những xe báo tốt đẹp nào, xe dê, xe hươu cùng với xe trâu lớn hiền, để ở ngoài cửa các con mau ra đây, cha chính vì cản con mà sắm những xe này. Vì các con thân có thể để vào chơi, các con nghe cha nói các thứ xe như vậy, từng thời cùng dành đua rào chạy ra coi nhà đến nơi quảng đâm trống rời những từ cô nan trường nhà, thấy các con được ra khỏi nhà lửa. Ở nơi ngã tư đường đều ngồi tòa sư tử, ông bèn tự mừng rằng ta nay rất vui mừng, những đứa con ta đây đẻ nuôi rất khó làm, chúng nhỏ dài không hiểu mới lầm, và nhà hiếm có nhiều loài trùng động quý lì mi đáng trờn. Lửa lớn cháy hừng hực bốn phía đều phật lên, mà các kẻ con này lại ham ưa vui chơi, nay ta đã cứu chúng kiến đều được thoát nạn. Vì thế các người ơi, ta này rất vui mừng khi ấy, các người con biến cha đã ngồi ăn đều đến bên chỗ cha mà thưa cùng cha rằng xin cha cho chúng con ba thứ sẽ báo là như vừa rồi, cha hứa cán con mau ra đây sẽ cho ba thứ xem. Tùy ý các con muốn bây giờ chính phải lúc xin cha thường cấm cho trường giả giàu có lớn có đơn rất nhiều đầy vàng ba cùng lưu ly xa từ ngọc mà nào dùng những món vàng bao tạo thành các xe lớn chân giòn trang nghiêm đẹp, các vòng có bao lần bốn mầm đều treo linh dây vàng xen thắt tuổi lưỡi mạnh cánh chân châu văn bài phủ phía trên. Hoa vàng trang chuỗi ngóng lòng phòng rũ khắp chỗ các màu trang sức đẹp khắp vòng xoay quanh xe dùng nhiều hàng mềm mại để làm nền lo ngồi vài quy mình trăng tôn giá trị đến nghìn muôn bóng láng trắng trành xe. Dùng trải trộm trên nềm có trâu trắng to lớn mầm khỏe nhiều sức mạnh thân hình rắn tươi to để kéo xe bao đó đông những tôi và tớ mà chực hầu giữ gìn đem xe đẹp như thế đông bằng cho các con. Các con lúc bấy giờ rất vui mừng hơn hơn ngồi trên xe báo đó vào đi khắp bốn phương vui chơi nhiều khoái là tự tại không ngăn ai bảo xa lại phần này đứng phần cũng như vậy. Tôn cả trong hàng thánh cha lành của trong đời tất cả các chúng sanh đều là con của ta say mê theo thế là không có chút tuệ tâm ba còi yểm công an dường như nhà lửa cháy các nàng khổ đầy dày rất đáng nên ghê sợ. Thường có những sanh già bệnh chết và rầu lo cám thứ lừa như rê cháy hừng chẳng tấm dưng đứng như lai đã lìa nhà lừa ba coi đó văn lần ở thông thang ổn trong rừng nồi hiện nay ba coi này đều là của ta cả.
Nhưng chúng sanh trong đó cũng là con của ta, mà nay trong ba cõi có nhiều thứ hoàn nạn, chỉ riêng một mình ta có thể cứu hộ chúng. Dầu lại đã dạy bao mà vẫn không tin, nhân vì nơi các dục nhịn rất sanh lòng tham mê. Bởi thế nên phương tiện vì chúng nói ba thừa khiến cho các chúng sanh rõ ba cõi là khổ mơ bày cùng duyên nói. Nhưng đạo Phật cứ thế các người còn đó thay, nếu nơi tâm quyết định đầy đủ ba món minh và sáu món thần thông, có người được duyên gia hoặc bất thối Bồ Tát xa lời vâng phải biết ta. Vì các chúng sinh dùng món thí dụ này để nói một phần thừa ca công, nếu có thể tin nhận lời nói đây, tất cả người đều sẽ chứng thành quá phần đạo Phật thừa đầy vi diệu rất thanh tịnh thứ nhất ở trong cả thế giới. Không còn pháp nào trên của ca phá vùi ưa tất cả hàng chúng sanh, đều phải nên khen ngợi và cũng dàng lệ bái chủ vô lượng hiền ư ca tri lần giải thoát thuyền định và trí tuệ cùng pháp khá của Phật chứng được thừa như thế căn cho ca con thấy ngày đêm cùng kim số thương được ngồi vào chơi. Cho ca thang Bồ Tát cùng với chúng thanh văn nương nơi thừa báu này mà thắng đến đạo tràng. Vì bởi nhân duyên đó tìm kỳ khắp mười phương lai, không thừa nào ca cư vẫn dùng phương tiện bảo với xa lời phân. Bọn ông các người thầy đều là con của ta, ta thời là cha lành các ông trai, nhiều kim bị các sư khổ đốt mà ta đều đã cứu vớt cho đã khỏi ba cõi ta. Dầu ngày trường nói các ông đương diện đồ, nhưng chỉ hết sanh tử mà thực thời chẳng diện. Nơi việc nên phải làm chỉ có trí tuệ Phật, nếu có Bồ Tát nào ở trong hàng chúng này có thể một lòng nghe pháp thơ của các Phật, các Đức Phật Thế Tôn giàu dùng trước phương tiện. Mà chúng sanh đều đồ đều là Bồ Tát cả, nếu có người trí nhỏ quá mê nơi ấy dùng phần bèn vì bốn này mà nói ly khổ để chúng sanh nghe lòng mừng được điều chưa từng có. Đừng phần nói khổ để chân thơ không sai khác, nếu lại có chúng sanh không rõ biết không khổ quá sai nơi khổ nhân. Chẳng tạm rời bỏ được Phật vì án người này dùng phương tiện nói dạy nguyên nhân có cá khổ tham dùng là cõi gông, nếu dứt được tham dùng khổ không cho nương đồ dứt hết hẳn cá khổ gọi là đệ thứ ba vì chứng diệt đế vậy. Mà tu hành đạo đế lìa hết cá khổ vừa gọi đó là giải thoát, người đó nơi phạm gì mà nói được giải thoát chỉ xa rời vòng ở gọi đó là giải thoát. Kỳ thực chưa phải được giải thoát hẳn, tất cả đừng vẫn nói người đó chưa phải thân diện độ vì người đó chưa được đạo quá vô thường. Vậy của ta không muốn cho đó đến diện độ ta là đấng phá phương. Từ tại nơi ca phá vì an ổn chúng sanh nên hiện ra nơi đời xa lời phân phải biết pháp mân của ta đây. Vì muốn làm lời ích cho thế gian nên nói tại chỗ ông đi quan.
chớ có vòng tuyên truyền, nếu có người nghe đến tùy kinh nhân lai phải biết rằng người ấy là bằng băng thôi chuyện. Nếu có người tin nhận kinh phá vô thượng này, thời người đó đã từng thấy các phần quá khứ cung kinh và cung giảng cũng được nghe pháp này. Nếu người nào có thể tin chiều lời ông nói, thời chính là thấy ta cũng là thấy nơi ông, cùng cả chúng tế kéo và cảm hàng Bồ Tát phần vì người đi sau nói kinh Pháp Hoa này. Kẻ thân càng nghe đến mê lầm không hiểu được tất cả hàng thánh văn cùng với tích chi phần ở trong kinh pháp này, sức kia không hiểu được chính ông xa lời phân hay còn nơi kinh này dùng lòng tin được vào là thánh văn khang. Bao nhiêu thành văn khác do tin theo lời Phật mà tùy thuận kinh này, chẳng phải trí của mình lại này xa lời Phật kia kêu mang biến lời vòng xa chấm lấy ngã chớ vì nói kinh này hạng phạm phu biết càng quá mê năm món dục. Nghe pháp không hiểu được cũng chẳng nên vì nói, nếu có người không tin kinh hủy chế kinh này tới là dưng tăng cả giống phần ở thế gian. Nếu có người chịu mạc mà cứu lòng nghe hoàng ông nên lòng nghe nói tội báo của người đó. Hoặc Phật còn tại thế hoàng sau khi gì đó, nếu có người chê bai kinh điển như thế này, thấy có người đồng tụng biên chế thủ trì kinh rồi nên tiền ghét ghen mà cứu lòng kinh hờn tội báo của người đó. Hôm nay lại lắng nghe người đó khi mến chung xa vào ngục A Tỳ đầy đủ một kiếm chẳng kiếm mang hết lại xanh cứ xoay vẫn như thế nhận đền vô số kiếp từ trong địa ngục ra sẽ đoa vào chúng sanh hoặc làm cho gia càng thân thể nó ốm gầy. Điên điêu thêm ghê láng bị người thường chọc gheo lai, còn phải bị người gớm nhầm và ghét rẽ thường ngày đôi khác khổ thương tình đều khô khăn lúc sống chiều khổ thơ trên bị nên ngồi đa. Vì đoạn mất chúng phận nên thù tội bao đó hóa sinh làm làng đà hoặc sinh vào loài lừa thân thường mang kéo nặng lại thêm bị đánh đăng chỉ nhớ tương nước có ngoài ra không biết gì. Vì kinh chê kinh này mà mắc tội như vậy có kia làm giả can đi vào trong xóm làng thân thế đầy ghê lang lai chột hết một mắm bị bọn trẻ nhỏ vây theo đánh đập liền ném chịu nhiều các đau khổ quằn co lúc phải chân. Ở đây vừa chết rồi liền lại thủ thân răng thân thể nó dài lớn đến 500 do tuần biết ngay và không ở chân lằng lông đìa bằng bùng bị cắn loài trùng nho cắn rung ăn thịt máu bị khổ cả ngày đêm. Không tạm có ngừng nghỉ vì kinh chê kinh này mà mang tội như vậy, nếu được xin làm người cán căng đều ám đồn lùng sâu lai lệnh què đuôi điếc thêm lưng dù có nói ra lời gì mọi người không tin nhận. Hơi miệng thường hôi thối bị quy mi giữa nhập nghèo cùng răng hèn hạ bị người sai khiến luôn nhiều bệnh thân ôm gầy không có chỗ cày nhờ dù nương gần với người mà người chẳng để ý nếu có được điều chi.
Thời liền lại quan mẫn nếu học qua nghề thuốc theo đúng phép trị bệnh mà bệnh người nặng thêm. Hoặc có khi đến chết nếu tự mình có bệnh không người chữa lành được dù có uống thuốc hay mà bệnh càng thêm nặng hoặc người khác phán định cướp dần trộm lấy của các tôi dường thế đó. Lại tự mang và lấy những người tội như đây trong không thầy được phận là vua trong hàng thánh thượng nói pháp giáo hóa những người tội như đây thường xin chỗ hoàn nạn tâm cuồng loạn tai đi trong không nghe pháp đường. Trải qua vô số kiếp như sò cá sông hàng sinh ra liền điểm cành các căn chẳng đầy đủ thường ở trong địa ngục như giao chơi vương nhà ở tại các đào cán như ở nhà cửa mình. Lạc đà lừa lẫn cho là chỗ kia thường đi vì kính chê kinh này mắng tôi dường thế đó nếu đưa xin làm người điếc đuôi lại cảm ơn ông nghèo cùng ca tướng suy dùng đó từ trang nghiêm sưng bùng bình khổ khăn. Ghè ra cùng ung thư cá bệnh như trên đó dùng làm y phục mà không thể thường hồi ham nhờ nhớp không hề trành lòng chấm ngã sâu chạp thêm nhiều tính giận hờn. Tình dâm dùng hãy hận đang chẳng chưa cầm thú vì kinh chê kinh này mang tội dường thế đó báo cho sai lời vấn người kinh chê kinh này nếu kê nói tội kia cùng kia cũng chẳng hên. Vì bởi nhân duyên đó ta vẫn báo các ông trong nhóm người vô trí cho nên nói kinh này nếu có người lời căn chứng trí tuệ sang lan hồng rộng và nhớ dài lòng mong cầu phần đạo nhưng hàng người như thế mới nên vì đó nói nếu có người đã từng thấy trăm nghìn ứng Phật trồng ca coi đức lành thâm tâm rất bền vững an người đương như thế mới nên vì đó nói nếu có người tinh tấn thường tu tâm lòng từ chân hề thiết thân mệnh mới nên vì đó nói nếu có người cung kính không có sinh lòng khác lìa xa các phàm phu ở riêng trong núi châm nhưng hàng người như thế mới nên vì đó nói lại xa lời phong này. Nếu thấy có người nào lời bỏ ác khi thế gần vui vang hiền lành người được như thế ấy mới nên vì đó nói nếu thấy giữ giới hành trong sạch như minh châu sáng rành ham cầu kính đại thường. Những người được như thế mới nên vì đó nói nếu người không lòng dân trang thường ý diệu hòa thường thương xót mọi loài cũng kính cá được vận hàng người tốt như thế mới nên vì đó nói lại có hàng phần tư tại trong đại chúng. Thuần dùng lòng thanh tình cảm mong nhân cùng duyên thi vô và lời lẽ nói phá phong chương ai những người như thế ai mới nên vì đó nói nếu có vị tỳ kheo vì cầu nhân thiệt tri cấm bốn phương cầu phạm trăm tay cũng kính thù. Chỉ ưa muốn thu trì kinh điển về đại thừa những đến không hề thu một bài kệ kinh ca hàng người được như thế mới nên vì đó nói như có người chỉ tâm cầu xa lợi của Phật. Cầu kinh cũng như thế được rồi đành lễ thuộc người đó chẳng còn lại có lòng cầu kinh khác
cũng chưa từng thì tương đến sắp vỡ ngoài đào. Người được như thế ấy mới nên vì đó nói bao cũng xa lời Phật ta nói các sự tướng của người cầu Phật đạo. Cùng kia cũng chẳng hết những người như thế đó thời có thể tin